Dương Trần, cái tên tự tin thái quá này đụng độ với gia tộc Kim Ưng, có gia thế hiển hách. Linh Hy sắp phải rời xa Dương Trần ư? Sáng hôm sau, có người bên ngoài ship cho Dương Trần một túi quà lớn, mở ra thì thấy một viên Cố Nguyên Thể Tạng Đan và một viên Tiềm Long Đan, còn có thêm một đám thảo dược. Thiên Bá Quang cũng khá hài lòng với cách làm của học viện. Dương Trần thấy vậy liền nghĩ, đến việc vừa được ăn đồ ngon, lại còn có thể nâng cao tu vi. Thiên Bá Quang lạnh lùng đứng đằng sau Dương Trần nói, chưa đạt tới thối thể thất trọng thì không được ăn đan dược, rồi nói, gọi Kiếm Vô Khuyết ba người các ngươi đi núi chiều cao rèn luyện đi. Hai mắt Dương Trần sáng quắc như đèn pha ô tô. Vậy Linh Hy cũng đi sao? Trần tiểu tử nhớ rằng, dù xảy ra chuyện gì, ngươi nhất định phải bảo vệ Linh Hy thật tốt. Dương Trần thầm nghĩ, đây có nghĩa là cha vợ chấp nhận ta rồi đúng không? Ha ha ha, có con ở đây, Linh Hy nhất định không sao đâu. Cứ như vậy ở trên núi chiều cao hơn 10 ngày, cô vợ nhỏ Thiên Linh Hy cảm thán, hai người các ngươi thật quá lợi hại mà, mới có 10 ngày mà một người đã tới thối thể thất trọng, một người tới bát trọng rồi. Kiếm Vô Khuyết vẫn khá cao lãnh như cũ, chỉ có Dương Trần cười không ngậm được miệng, hồ ly tinh muội không phải cũng sắp tới bát trọng rồi sao? Thiên Linh Hy phồng má, tối mặt nói, vậy cũng không nhanh được như các ngươi. Dương Trần lớn tiếng nói, yên tâm đi hồ ly tinh, chúng ta sẽ bảo vệ muội. Hư, ta mới không cần ngươi bảo vệ đâu. Đột nhiên Dương Trần bị đóa hoa trước mặt thu hút, không ngờ lại là Tam Sinh Hoa. Nhưng tại sao nó lại xuất hiện ở đây chứ? Kiếm Vô Khuyết còn rất tò mò, không biết đó là hoa gì. Thiên Linh Hy giải thích, nghe nói đế hậu của Ngự Long Đại Đế không phải con người, mà là hoàng nữ của Thiên Ma tộc, nàng ta vô tình chết dưới tay đại năng đế cảnh Thần Xuyên. Xuyên tộc phe địch Ngự Long Đại Đế không tiếc trả giá đại giới, sau đó giết chết tên cầm đầu Thần Xuyên tộc, nhưng đế hậu cũng không thể quay lại được nữa. Ngự Long Đại Đế tuyệt vọng, đau lòng thi triển đại thần thông, lấy hết Tam Sinh Hoa trên thiên hạ này cho vào một bí cảnh, trở thành một biển hoa để chôn cất đế hậu. Sau đó con người liền lấy Tam Sinh Hoa ngụ ý cho tình yêu đẹp đẽ mãi không đổi thay, là biểu tượng của nhân duyên. Dương Trần lập tức xen ngang, hồ ly tinh muội chính là món quà mà ông trời ban cho ta, đời này ta mãi sẽ không phụ lòng muội, cho dù là trong hoàn cảnh nào được đi nữa. Thiên Linh Hy ngại ngùng, còn chưa phản ứng là chuyện gì đang xảy ra, liền bị Dương Trần ôm lấy bổ nhào xuống. Kiếm Vô Khuyết bên không hiểu cái quần què gì, chính hắn cũng bị kéo xuống theo. Xịt, có người tới. Ba người nghe thấy tiếng động, chuẩn bị ngồi xổm xuống xem tình huống thế nào, thì thấy hai tên nhóc thần kinh mặc đồ màu vàng đi tới, còn than vãn rằng, chỗ này sao có thể có di tích chứ? Tên nhóc Lệ Tuấn Danh vung vẩy thanh đao trên tay nói, ta mới không tin chỗ này sẽ có di tích đâu. Tên khác cũng đành phải nói, đi lên phía trước xem sao, không phát hiện gì thì quay về thôi. Bọn họ đột nhiên phát hiện, ở đây lại có một đóa Tam Sinh Hoa, sau liền nâng đao lên muốn chém bỏ nó. Ông đây ghét nhất là mấy thứ này, toàn lừa mấy con nhóc. Dương Trần thấy vậy, liền rút kiếm của Vô Khuyết ra chặn lại. Thấy Dương Trần đột nhiên xuất hiện liền nói, ừ mày có ý gì chứ? Dương Trần giải thích nói, vị huynh đệ này ngại quá, hoa này là Tam Sinh Hoa mà bọn ta vừa ước, nếu không phiền thì sau này xin hãy tha cho những bông hoa đáng thương này, còn không quên cười với bọn họ một cái. Nhưng tên thần kinh này lại thích chọc chó, đây là cái cộng hành gì chứ? Ông đây chém hoa chém cỏ còn cần ngươi đồng ý sao? Dương Trần hằm hè nói, hoa của ta và Thiên Linh Hy động vào là tới công chuyện với anh đây, ngươi không biết nói chuyện tử tế hả? Nực cười, lần này tuổi mới thấy có một tên nhà quê chán sống dám nhúng tay vào nhà Kim Ưng ta, sau liền vung đao lên. Dương Trần vội vàng chặn lại, ô có chút tài mọn đó, ngươi không nói chuyện tử tế thì đừng trách ông đây hôm nay dạy dỗ ngươi, để ta xem ngươi hôm nay dạy ta như thế nào. Dương Trần vứt bỏ kiếm của Kiếm Vô Khuyết, trực tiếp xông lên, còn không đợi hắn ta phản ứng lại, liên túm lấy đầu của hắn, dám thách thức ông đây. Đánh xong Dương Trần rất hưng phấn, dạy dỗ ngươi như vậy đã được chưa? Tên gà mờ bên cạnh thấy Lệ Tuấn Danh bị đập, liền đâm kiếm về phía Dương Trần, Kiếm Vô Khuyết xông lên chặn. Lúc anh của ta đang tập luyện gân cốt, ai cho phép ngươi làm phiền? Lệ Hồng Vĩ thấy Kiếm Vô Khuyết đã là thối thể bát trọng thầm nghĩ rằng, không ngờ trẻ như vậy, Dương Trần đã giải quyết xong tên ngáo đá của gia tộc Kim Ưng. Bảo Thiên Linh Hy và Kiếm Vô Khuyết chuẩn bị rời đi, nhưng lại bị tên Lệ Hồng Vĩ gọi để lại tên đi, trả giá chút đi chứ. Dương Trần chỉ nói duy nhất hai chữ, Vô Khuyết. Vô Khuyết liền nói, đã rõ, xong liền xử lý hai tên luôn. Linh Hy vẻ mặt căng thẳng nói, rời khỏi dãy núi mau, giết người của Kim Ưng gia tộc, ở lại lâu sẽ rắc rối đấy. Dương Trần vẻ mặt coi thường, lợi hại lắm sao, thế càng nên giết. Tiểu Khuyết còn chêm thêm câu, dám phá hỏng hoa định tình của các cô, đáng chết, nói lại chuẩn quá đi mất à. Linh Hy đỏ mặt đáp, đừng có nói bậy, mau đi thôi. Vừa về đến nhà đã thấy bóng dáng một anh giang hồ, Dương Trần thầm nghĩ, người của Kim Ưng ra đến tận cửa rồi sao, khí tức mạnh quá. Cuối cùng lão giả quay đầu nói, tiểu thư ta tới đón người, hóa ra là tới tìm Thiên Linh Hy. Thiên Bá Quang lạnh lùng nói, thời gian vẫn chưa tới, cút đi, năm mới thì hãng tới. Thế là tên lão giả kia mới rời khỏi nơi này. Dương Trần không hiểu tại sao lão giả đó lại muốn đưa Thiên Linh Hy đi, liền hỏi Thiên Bá Quang, nhưng Thiên Bá Quang lại nghiêm nghị nói, năm mới xong Linh Hy phải trở về, bên cạnh mẹ cô ở Đoan Mộc Hầu phủ, nếu ngươi thật lòng có ý với con bé, trong vòng 5 năm phải tiếng tăm lẫy lừng Đông Thổ, như vậy ngươi mới giống được như ta thời thiếu niên. Tuy được gọi là kiếm thánh, nhưng đáng tiếc rằng võ hồn lại bị phế, nên giờ cũng chỉ đành trốn ở Chiều Ca thành này. Vẻ mặt Dương Trần không dám tin, sư tôn, võ hồn của người bị phế là do ai làm vậy? Dương Trần tức giận hỏi Dương Bá Quang, rốt cuộc là ai đã biến thầy thành ra như vậy, con sẽ giúp người báo thù. Thiên Bá Quang cười ha ha, Trần tiểu tử,
tuy nhìn ngươi có vẻ là người không nghiêm túc, nhưng từ trong cốt cách lại có tình có nghĩa, đó là chuyện của ta không liên quan gì tới ngươi cả, ngươi muốn làm gì thì phải nỗ lực, tu luyện nâng cao tu vi của mình đi. Dương Trần lúc này thầm thề sư tôn, sau này con không chỉ bảo vệ Linh Hy, con cũng sẽ bảo vệ người. Vi sư tin ngươi, nhưng thế giới này lớn hơn trong tưởng tượng của ngươi rất nhiều, ngươi bây giờ vẫn còn kém rất xa. Dương Trần bỏ lại một câu, con sẽ trở nên mạnh hơn. Sau đó liền vội vàng rời đi, hóa ra là hắn tới gặp Thiên Linh Hy, sau đó liền nói, hồ ly tinh chúng ta hãy dùng tam sinh hoa, đính ước với nhau cả đời đi. Sau này có tên nào dám bén mảng tới gần muội, muội cũng không được để ý hắn biết chưa. Thật ra trong lòng Thiên Linh Hy vui như nở hoa, nhưng miệng lại nói ngươi thật đúng là không biết xấu hổ mà. Sau khi đưa cho Thiên Linh Hy đóa tam sinh hoa, Dương Trần lại vội vàng rời đi. Nhìn đóa tam sinh hoa Dương Trần đưa cho mình, trong lòng cô cảm thấy ngọt ngào không từ ngữ nào tả nổi. Đột nhiên Thiên Bá Quang xuất hiện đằng sau, Thiên Linh Hy, con giữ lại cái gì đó để nhung nhớ cũng tốt, sau này các con không biết có còn được gặp lại nhau nữa không. Thiên Linh Hy ngượng ngùng nói, cha, tên nhóc đó miệng toàn những lời cợt nhả, không bao giờ nói chuyện tử tế cả, ta cảm thấy tên nhóc đó rất chân thành, lời nào cũng rất ngay thẳng. Thiên Linh Hy không biết phải nói sao, cha mình bị Dương Trần làm mờ mắt rồi sao. Thiên Bá Quang lúc này cũng nói giúp Dương Trần, nhân phẩm của tên đó như thế nào ta đều rất rõ, sau khi con đi cũng chỉ còn hắn ở lại bên cạnh ta. Thiên Linh Hy kéo tay Thiên Bá Quang nói, cha con không đi, bọn họ cũng không dám làm gì con đâu, mọi chuyện đã hứa với nhau là như vậy, sao có thể lật lọng được chứ, mẹ con ở đó cũng rất cô đơn, sau này con hãy ở bên bà ấy nhiều hơn cũng tốt, đều tại cha vô dụng, thực lực chưa đủ mạnh. Thiên Linh Hy nói, trong mắt con cha chính là người lợi hại nhất. Thiên Bá Quang nhìn đứa con gái đáng yêu của mình rồi xoa đầu cô, đứa trẻ ngốc này, có rất nhiều người mạnh hơn cha ở ngoài kia. Quay đầu một cái, vạn vật lại thay đổi, con cũng có ý với Trần tiểu tử sao? Ông hỏi như vậy làm cho Thiên Linh Hy căng thẳng, lắp bắp nói, cha người nói cái gì vậy? Cái tên vô lại kia, dù ta thích ai ta cũng sẽ không thích hắn đâu, thấy con gái mình còn không chịu thừa nhận liền nói, thật sao? Vậy sao nãy con lại nhận lấy túi giấy của hắn chứ? Thiên Linh Hy liền dứt khoát vứt nó luôn xuống đất, tỏ vẻ mình không để ý. Thiên Bá Quang nhặt lên đưa cho Thiên Linh Hy, đứa trẻ này, con rõ ràng là tự lừa dối lòng mình. Dương Trần tuy không có thân thế hiển hách, nhưng thiên phú của hắn không tồi, mà hắn lại có một tâm tính cứng cỏi khó gặp. Con là con gái của ta, mong rằng con có thể làm theo con tim mình mách bảo. Lúc này Thiên Linh Hy vẫn có chút nghi hoặc, hắn thật sự tốt như cha nói sao? Đột nhiên hai người Dương Trần phát hiện, hình như người của gia tộc Kim Ưng xuất hiện rồi, Kiếm Vô Khuyết sợ là chúng tới tìm bọn họ. Dương Trần nghĩ là không phải thế, hai người chuẩn bị về nhà trước, bình tĩnh xem tình hình thế nào. Sau khi tạm biệt Thiên Linh Hy, hai người Dương Trần cũng chuẩn bị trở về nhà, xem xét nhân tiện đón năm mới. Vừa định đẩy cửa, liền bị Dương Chính vội vội vàng vàng mở cửa ra, vốn muốn hỏi Dương Chính tại sao mặt mũi lại dầm bập như vậy, còn chưa đợi hắn trả lời, hắn liền vác chân lên cổ chạy, nói lát có gì thì nói sau, các con trở về trước đi, ông các con đang đợi đó. Đột nhiên có một người phụ nữ xông ra, đó chính là mẹ của Dương Trần, lệnh Hồ Mặc, hét rất lớn, tên Dương Chính đáng chết kia, ngươi đứng lại đó cho lão nương. Thiên Linh Hy có thực sự muốn hẹn ước với Dương Trần, thế lực của Kim Ưng muốn làm gì tại Triều Ca Thành, lại sắp có một cuộc xung đột xảy ra. Kết thúc video ngày hôm nay, để xem phần tiếp theo thì bạn hãy bấm vào kênh Triệu Gia, chọn danh sách phát để xem tập mới nha. Đừng quên đăng ký kênh để đón chờ nhiều video review hay sắp tới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.